Cũng liên quan tới vụ cháy khiến cho hơn 50 người tử vong xảy ra tại trung cư mini tại Khương Hạ, Khương Đình, quận Thế Xuân, Hà Nội, gây chấn động. Một gia đình 4 người đã may mắn thoát chết khi đóng kín cửa, trốn trong tủ quần áo. Và hiện nay, các nạn nhân đang nằm theo dõi tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Theo lời nạn nhân kể lại, giữa đêm nghe tiếng báo cháy nên hai vợ chồng chị đã chạy xuống tầng 1, nhưng thấy khói tắc nghẽn không ra được nên lại quay lên tầng 8. Lúc này, chồng chị kéo các con cùng với một vài người hàng xóm chạy vào nhà, đóng kín cửa. Khói ngạt không chịu được nên anh chị đã chui vào tủ quần áo để trốn, đồng thời gọi cứu hộ. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết bệnh nhân hiện tỉnh, thở oxy liều thấp, có thể được ra viện trong một vài ngày tới. Bệnh nhân đã được làm xét nghiệm khí CO trong máu, nếu khí CO tăng thì bệnh viện sẽ chuyển bệnh nhân đến trung tâm cao áp để thở oxy ngoài ra bác sĩ khuyên trong tình huống xảy ra đám cháy người dân ít nhất nên phủ khăn ướt che kín mặt mũi để tránh khói tuy nhiên việc làm này cũng không ngăn được ngộ độc khí co trong đám cháy nếu ở trong phòng kín quá thì dù có khăn ướt vẫn có thể bị ngộ độc khí co